Thì Dương ơi, thì Dương lên bộ hỏi không? Con bật trượt nói là con muốn thay ốp đúng không? Đấy, vừa đặt đây cho con một cái ốp khá là xin so và dễ thương. Ui, sợ cả thùng giấy không? Ốp ni lên, siêu đẹp. Đấy, chà. Hình gì là hình chi vậy? Hả? Hình chi? À, cô bé bột chi hả? À, silicon. Con lắp thử xem. Nếu mà hẳn đẹp là hẳn tiên là cái chỗ này này. Cái gắn vào đi. Đúng mà. Rồi, cái này là con gắn vào ở đâu nhỉ? À, cái này là móc vào đây hả? Đúng rồi. Đây. Móc nó vào đây đúng không? Cái lô đây. Hết xa. Cái này giống như kiểu giấy đeo của túi sách ấy. Ừ, cái này hay phết thế này. Đi du lịch mà đeo cái này là hay phết thế này. Đúng không? Đấy. Rồi, con thử đeo vào đi. Đeo vào. Không, đeo cái này vào cổ trước. Hợp lý hay. Ờ, đeo chéo á. Rồi, thì con gắn cái ốp vào. Đấy. Ở đó. Ờ, nhưng mà hình như bộ là gắn ngược vậy, đúng không? Ngược, ngược cái kính. À, không ngược đâu, con đeo xoay lại là được. À, ngược, ngược. Ờ, tí nữa ta đổi lại. Nhưng mà con thử gắn để lại xem nào. Rồi. Hey, để xa xa xem không? Để xa xa xem không? Để chéo. Đấy. Hợp lý hay. Đẹp chứ nữa. Đoán mấy chục nghìn. Thử đoán xem. 80. Chưa đến 80, chưa đến 50 nghìn luôn á. Ừ, rẻ mà. Ừ, nhưng mà tí nữa con treo lại cái ní cho nó đúng này. À không cần đâu, con để như thế này, con xoáy cái này là được rồi. Đúng không? Đấy, hẳn là thanh kính. Ừ, xoáy kính lại là được. Đấy. Hợp lý hay. Rồi. Ừ, ok. Thấy hay, mua đặt cho con đó. Ok.